Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những mặt tích cực của công nghệ số, sự bùng nổ của internet cũng kéo theo nhiều vấn nạn diễn ra hàng ngày trên không gian mạng. Bôi nhọ hay xúc phạm danh dự nhân phẩm là hiện tượng xảy ra tràn lan trên mạng xã hội. Hành vi này sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Để giúp chúng ta hiểu rõ hơn quy định của pháp luật đối với những người có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với luật sư Trần Đăng Minh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào luật sư. Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý vị và các bạn. Và, và bây giờ trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì chúng tôi muốn mời luật sư mời khán giả theo dõi một clip tình huống sau đây. Trước đây chị X có yêu một bạn trai A trong lớp đại học, sau một khoảng thời gian yêu nhau họ thấy không hợp và chia tay nhau. Người yêu cũ của chị X là anh A không đồng ý chia tay, liên tục có những hành vi dọa nạt, thậm chí nói xấu, bôi nhọ danh dự của chị X trên mạng xã hội. Thậm chí anh A còn lấy ảnh của chị X để cắt ghép với những người khác trên mạng và đăng lên các trang cá nhân với mục đích bôi nhọ nhục mạ chị X. Dạ thưa luật sư, trong tình huống này thì hành vi của anh A có vi phạm pháp luật hay không ạ? Cụ thể là hiến pháp năm 2013 tại điều 20 thì có quy định rất là rõ đó là mọi công dân đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. Như vậy thì cái hành vi của anh A này đầu tiên phải nói rằng là đó là cái hành vi vi phạm pháp luật. Vâng, vậy thì đối chiếu những quy định của pháp luật vào trong trường hợp cụ thể này thì anh A sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Trong trường hợp của anh A trong cái clip mà chúng ta vừa xem thì sẽ có hai cái chế tài có thể áp dụng ở Nếu như cái hành vi của anh ấy là ở mức độ Chưa đến cái mức độ mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 155 của bộ luật Thì hành vi của anh A có thể bị xử phạt vi phạm hành chính Theo cái nghị định 144 Cụ thể là tại điều 7 Thì cái hành vi này có thể bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng ở Có thể là phải áp dụng cái biện pháp là yêu cầu anh ấy phải xin lỗi Đối với cái chị 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 người yêu cũ, người yêu cũ. vâng dạ. mà trong clip chúng ta vừa xem nếu hành vi đó của anh ấy mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm làm nhục người khác thì anh ấy có thể là bị truy tố theo cái điều 155 của bộ luật hình sự về cái tội làm nhục người khác như tôi vừa phân tích luật sư có lời khuyên gì đối với mọi người nhất là đối với lại các bạn trẻ thông qua tình huống vừa nêu ở trên ạ trong cái tình huống clip mà chúng ta vừa xem ấy, thì xuất phát từ cái việc tình cảm của anh A và cái chị người yêu cũ này khi mà không còn giữ được tình cảm nữa thì người ta quay ra người ta nói xấu rồi người ta có những cái việc bôi nhọ danh dự nhân phẩm như cái clip chúng ta đã xem đây là một cái việc nó vừa vượt trái về mặt đạo đức nó vừa vi phạm pháp luật do vậy thì các bạn trẻ hãy nêu cao cái nhận thức của mình cái hiểu biết của mình về mặt pháp luật không làm những cái việc mà pháp luật đang có những cái chế tài ngăn cấm để vừa ảnh hưởng đến đến bản thân mình cũng như là ảnh hưởng đến cái người mà đã từng có cái tình cảm đối với mình trong cái quá khứ và làm như vậy thì có thể phải nhận lại cái sự trừng phạt rất là nghiêm khắc của pháp luật. Dạ, Xin cảm ơn những thông tin mà luật sư vừa cung cấp và chúng tôi hy vọng phần giải đáp vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Trước khi kết thúc mỗi chương trình chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi kiến thức dành cho khán giả. Khu dân cư Y có nhiều dãy nhà trọ liền kề. Gia đình ông A sống tại đây thường xuyên vứt rác bừa bãi, không đúng giờ xe thu gom rác thải đến. Dù đã có biển cảnh báo, nhưng gia đình ông A vẫn tiếp tục xả rác vô ý thức ra khu vực sinh hoạt chung, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều hộ dân xung quanh. Ông A cho rằng mình làm như vậy là không sai, vì trách nhiệm thu gom rác thải là của đơn vị vệ sinh môi trường. Chỉ có hành vi đổ trộm phế thải hoặc gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển mới bị xử phạt. Vậy, hành vi vứt rác thải bừa bãi không đúng giờ quy định có bị xử phạt hay không. Hãy tương tác với chúng tôi bằng cách trả lời các câu hỏi nêu trên tại fanpage Sống và làm việc theo pháp luật. Đáp án của tình huống sẽ được chuyên gia giải thích cụ thể trong số tiếp theo của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.